chào mừng bạn đến với khóa học thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Barcelandium là một sản phẩm của dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe Nutrilite thuộc tập đoàn Amway. Trong khóa học đây, chúng ta sẽ đồng hành cùng một nhân vật tên là Minh Khôi các bạn nhé. Minh Khôi là một chàng trai trẻ 25 tuổi với nhiều ước mơ và hoài bão. Sau một thời gian dài có tình cảm với một cô gái, Minh Khôi đã tỏ tình, nhưng đời không như là mơ. Anh đã bị cô gái từ chối với lý do anh trông già nua, thiếu sức sống, không phong độ. Khôi đã bất ngờ và sốc vì bị từ chối. Anh cảm thấy đau và tức ngực dữ dội. Từ hôm ấy, Khôi nhận thấy rằng sức khỏe của mình có vấn đề nên đã tìm đến bác sĩ để khám và tư vấn sức khỏe. Sau khi khám, bác sĩ kết luận anh có các dấu hiệu lão hóa sớm và các cơn đau ngực khi bị xúc động, căng thẳng là hồi chuông cảnh báo về bệnh tim mạch. Anh bắt đầu kể cho bác sĩ nghe về cuộc sống của mình. Cuộc sống xã hội hiện đại khiến Minh Khôi luôn phải phấn đấu để khẳng định giá trị bản thân. Và cách anh ấy lựa chọn là vùi đầu vào công việc bất kể ngày đêm. Điều này đã gây nên rất nhiều áp lực, căng thẳng trong thời gian dài. Và giống như các bạn trẻ khác, thay vì chọn cho mình thời gian yên tĩnh, nghỉ ngơi, Minh Khôi lại lãng phí chúng vào mạng xã hội. Minh Khôi ít dành thời gian để chăm sóc sức khỏe bản thân, ít vận động và rèn luyện thân thể. Khi có dịp thì Minh Khôi luôn ưu tiên dành thời gian cho các cuộc gặp gỡ, những bữa tiệc tràn đầy bia rượu, thuốc lá. Thêm vào đó, việc hàng ngày phải tiếp xúc với môi trường ô nhiễm cũng ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của Minh Khôi. Sau khi nghe Minh Khôi kể về mình, bác sĩ đã giải thích rằng chính lối sống không lành mạnh, môi trường sống ô nhiễm và chế độ ăn uống không hợp lý đã sinh ra nhiều gốc tự do tác động lên toàn bộ cơ thể. Từ đó gây ra hiện tượng lão hóa và các triệu chứng tim mạch của Minh Khôi. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng với Minh Khôi sẽ tìm hiểu xem bản chất vấn đề nằm ở đâu và giải pháp nào phù hợp cho các vấn đề của anh ấy nha. Vậy gốc tự do theo lời của bác sĩ tư vấn cho Minh Khôi là gì? Và có tác động như thế nào đối với cơ thể? Gốc tự do được sinh ra không ngừng thông qua quá trình hô hấp, tập luyện, chuyển hóa thức ăn. Chúng ta có thể thấy các phân tử màu vàng là các phân tử bình thường, khỏe mạnh, ở trạng thái cân bằng với các cặp electron. Còn các phân tử màu đỏ là các phân tử bị thiếu hụt một electron, khiến cho phân tử này ở trạng thái mất cân bằng, và đó chính là một gốc tự do. Gốc tự do trong cơ thể hoạt động rất mạnh mẽ, sẵn sàng tương tác với một phân tử bên cạnh để cướp về một electron cho đủ đôi đủ cặp. Kết quả là phân tử bị cướp lại trở thành gốc tự do và bắt đầu đi tìm kiếm electron ở một phân tử khác. Điều này tạo ra một chuỗi phản ứng hóa học và gây nên stress oxy hóa trong một thời gian ngắn. Ở trạng thái khỏe mạnh, cơ thể luôn có cơ chế chống lại các gốc tự do, đó là huy động các chất chống oxy hóa để trung hòa chúng. Chất chống oxy hóa, phân tử màu xanh là những phân tử có khả năng cho đi một electron để gắn kết với gốc tự do mà vẫn giữ được tính bền vững. Điều này giúp cho gốc tự do ổn định hơn và ít gây ra các phản ứng hóa học bất lợi. Nói một cách đơn giản, gốc tự do như là rác thải. Chất chống oxy hóa có nhiệm vụ như người nhặt rác. Khi hoạt động đúng cách, gốc tự do có thể giúp cơ thể chống lại các mầm bệnh gây ra các bệnh nhiễm trùng. Theo nghiên cứu, trung bình mỗi ngày, một tế bào phải hứng chịu từ 10.000 đến 20.000 đợt tấn công của các gốc tự do. Khi gốc tự do sinh ra quá mức, sẽ lấn át khả năng bù trừ của các chất chống oxy hóa, gây ra tác động xấu cho sức khỏe. Lúc này, những gốc tự do bắt đầu tấn công các tế bào của cơ thể, gây ra tổn thương màng tế bào, hư hại các protein và DNA, theo thời gian sẽ gây ra nhiều bệnh trên toàn cơ thể. Quan sát cơ thể của một người khỏe mạnh, chúng ta cũng thấy được quá trình lão hóa và già đi theo thời gian. Da là cơ quan biểu hiện sự lão hóa rõ ràng nhất. Da người bình thường cũng có sẵn một lượng chất chống oxy hóa để tự bảo vệ da. Tuy vậy, lượng chất chống oxy hóa tự nhiên sẽ giảm dần khi lão hóa và tiếp xúc nhiều với bức xạ mặt trời, khói thuốc, rượu và ô nhiễm. Những gốc tự do không được thu dọn sẽ gây hại đến cấu trúc và chức năng của làn da, gây ra các nếp nhăn, da chảy xệ, tăng sắc tố,
nám, thậm chí là ung thư da. Chúng ta thường dễ dàng nhận ra các vấn đề lão hóa da vì có những biểu hiện bên ngoài. Thực tế, không chỉ khu trú ở da, stress oxy hóa còn tác động lên hầu hết các cơ quan của cơ thể và đặc biệt nguy hại cho hệ tim mạch. Để hiểu được tác động của stress oxy hóa lên hệ tim mạch, trước hết chúng ta cần hiểu đôi chút về mỡ máu. Mỡ máu là tên gọi thông thường của lipid máu, bao gồm nhiều thành phần khác nhau, trong đó thành phần chiếm đa số là cholesterol. Nhiều người vẫn nghĩ cholesterol luôn là chất có hại cho cơ thể. Thực tế, cholesterol rất quan trọng với cơ thể, cấp mặt trong nhiều bộ phận như cấu trúc màng tế bào, là tiền chất tạo vitamin D và một số hóc môn giúp chúng ta phát triển và hoạt động khỏe mạnh. Chúng chỉ trở nên có hại khi có sự rối loạn giữa các loại cholesterol. Vì cholesterol không tan trong nước, nên phải kết hợp với các chất tan trong nước khác nhằm di chuyển dễ dàng trong máu. Các chất đó có tên là lipoprotein. Có hai loại lipoprotein có ảnh hưởng lớn đối với sức khỏe con người là LDL và HDL. Do đó, chúng ta có hai khái niệm là LDL cholesterol mỡ xấu và HDL cholesterol mỡ tốt. Trong đó, LDL cholesterol là nguyên nhân gây ra mảng xơ vữa ở mạch máu. Stress oxy hóa đẩy mạnh quá trình oxy hóa loại mỡ xấu LDL cholesterol, làm cho hiện tượng xơ vữa mạch máu, hẹp lòng mạch diễn ra nhanh chóng. Từ đó dẫn đến hàng loạt bệnh như tăng huyết áp, bệnh động mạch ngoại biên, thiếu máu cơ tim. Nghiêm trọng hơn nữa là dẫn đến nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Bạn có thể thấy, stress oxy hóa có thể gây ra nhiều vấn đề cho sức khỏe, nhất là hệ tim mạch, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của chúng ta. Vậy phải làm như thế nào để ngăn ngừa tác hại của stress oxy hóa và nâng cao sức khỏe tim mạch? Để đạt được mục tiêu nói trên, chúng ta cần hình thành thói quen tốt trong lối sống, có chế độ ăn uống khoa học, bổ sung đầy đủ các dưỡng chất cần thiết. Muốn có một sức khỏe tốt, mỗi người cần phải duy trì một lối sống lành mạnh. Đôi khi, một thay đổi nhỏ về lối sống hàng ngày cũng có thể tạo nên những khác biệt lớn trong cuộc sống, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Để nâng cao sức khỏe cũng như chất lượng sống, bạn cần duy trì thái độ sống tích cực, cân bằng công việc và cuộc sống, luyện tập thể thao, ngủ đủ giấc, không hút thuốc lá, không lạm dụng bia, rượu hoặc chất kích thích, giữ cho môi trường sống luôn sạch sẽ, kiểm tra sức khỏe định kỳ. Bên cạnh việc luôn giữ cho lối sống lành mạnh, bạn cần có chế độ ăn uống cân đối, hợp lý, giàu các dưỡng chất thực vật và bổ sung các chất chống oxy hóa cần thiết cho cơ thể như vitamin A, vitamin C, vitamin E, folate, selen, v.v. Đồng thời, tránh thức ăn nhiều đường, nhiều cholesterol, quá nhiều muối và thực phẩm chế biến sẵn hoặc đồ ăn nhanh. Chúng ta cùng điểm qua một số chất chống oxy hóa mạnh giữ vai trò cốt lõi trong sức khỏe tổng quát nói chung và sức khỏe tim mạch nói riêng, đó là selenium, vitamin E. Đồng thời, bài học hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta thông tin về một nguồn vừa giàu các chất chống oxy hóa tự nhiên, vừa mang lại các dưỡng chất thực vật cho cơ thể. Chúng ta hãy đón xem người ấy là ai ở các nội dung bên dưới nhé. Đầu tiên, chúng ta cùng đến với selenium, selen. Nguyên tố selen được lấy tên từ nữ thần mặt trăng theo thần thoại Hy Lạp. Selen là trăng tròn, là nữ thần của sự đam mê và vị thần hộ mệnh cho những người đang yêu. Vậy selenium là gì? Và vi chất này có nhiều ở đâu? Chúng ta sẽ làm rõ ngay bây giờ. Selenium được mệnh danh là vi chất vàng cho hệ miễn dịch. Song, cơ thể lại không thể tự tổng hợp được mà cần phải bổ sung từ bên ngoài thông qua ăn uống hàng ngày. Selenium là khoáng chất được tìm thấy trong đất và có tự nhiên trong các loại thực phẩm, chẳng hạn như ngũ cốc nguyên hạt, quả hạch Brazil, hạt hướng dương và hải sản. Trong dinh dưỡng, selen là một yếu tố cần thiết và là thành phần chính của ít nhất 13 protein có chứa selen. Quan trọng nhất là hai enzyme glutathione peroxida và reductase-thioredoxin là một phần của hệ thống chống oxy hóa của các tế bào. Nó có chức năng quan trọng trong khôi phục hoạt tính của các chất chống lại các gốc tự do tạo ra trong quá trình oxy hóa. Ngăn ngừa, làm chậm quá trình lão hóa,
các bệnh mãn tính không lây như bệnh tim mạch và một số rối loạn sinh ung thư. Selen cũng cần cho chuyển hóa iốt tham gia vào quá trình tạo hormone tuyến giáp. Ngoài ra, selen còn có vai trò trong phục hồi cấu trúc di truyền, tham gia kích hoạt một số enzyme trong hệ thống miễn dịch, giải độc một số kim loại nặng. Bạn có biết, năm 1932, người ta đã quan sát những cái chết đột ngột không giải thích được ở vùng Kaesan, Khắc Sơn, Trung Quốc, với hàng ngàn người chết trong vài ngày. Điều khác thường duy nhất thấy được là bề dày cơ tim giảm đến mức tim không hoạt động được nữa. Nhiều năm sau mới khám phá ra rằng những cái chết đối trên là do thiếu nghiêm trọng khoáng chất selen, vì đất nơi đây có hàm lượng selen cực kỳ thấp. Khoảng 10 triệu người Trung Quốc đã chết vì thiếu selen. Từ đó mà xuất hiện cụm từ hội chứng Kaesan, và chỉ cần bổ sung selen thì tình trạng bệnh được cải thiện rõ rệt. Qua đó, chúng ta có thể thấy selen có thể giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh. Nhiều nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ mật thiết giữa nồng độ selen và tình trạng sức khỏe tim mạch. Phân tích 25 nghiên cứu, các nhà khoa học thu được kết quả nồng độ selen trong máu tăng 50% có liên quan đến việc giảm 24% bệnh động mạch vành. Một nghiên cứu khác chứng minh được selenium giúp làm giảm stress oxy hóa, giảm viêm và tăng cường bảo vệ mạch vành ở hơn 43.000 đối tượng bệnh tim mạch vành. Selenium thực sự là một khoáng chất tuyệt vời, giúp làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch cũng như tăng cường cho hệ thống miễn dịch. Vậy, việc bổ sung selenium cho cơ thể hàng ngày như thế nào là phù hợp và tốt cho sức khỏe? Các bạn có thể tham khảo bản nhu cầu selen khuyến nghị hàng ngày của Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ theo độ tuổi và giới tính. Bên cạnh đó, anh chị có thể tham khảo top 10 thực phẩm giàu selen để cung cấp cho bữa ăn hàng ngày với đầy đủ dưỡng chất. Vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu các thông tin về lợi ích của selen. Tiếp theo, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về hoạt tính chống oxy hóa của vitamin E và vitamin E hỗ trợ gì cho sức khỏe tim mạch nhé. Vitamin E là một trong năm hoạt chất chống oxy hóa quan trọng nhất trong cơ thể, bên cạnh vitamin C, CoQ10, beta-carotene và polyphenol. Theo các nhà khoa học, gốc tự do hủy hoại tế bào theo diễn tiến. Trước hết, gốc tự do oxy hóa mang tế bào, thành phần chủ yếu là các axit béo, rồi tấn công đến các thành phần bên trong, gây tổn thương tế bào và cơ thể. Vitamin E là một loại vitamin tan trong chất béo, có chức năng duy trì tính toàn vẹn của axit béo trong màng tế bào, tránh tác động của các gốc tự do. LDL cholesterol là một loại mỡ xấu trong máu. Khi loại mỡ xấu này bị oxy hóa, sẽ xảy ra hiện tượng tích lũy chất béo, gây xơ vữa mạch máu và các bệnh tim mạch như tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim, đột quỵ. Vitamin E ngăn chặn sự oxy hóa loại mỡ xấu này, chặn đứng một trong những bước đầu tiên của chứng xơ vữa động mạch và các bệnh lý sau đó. Vitamin E đã được chứng minh là có tác dụng bảo vệ tim mạch ở một số nhóm bệnh nhân bị stress oxy hóa ở mức độ cao. Vậy, việc bổ sung vitamin E cho cơ thể hàng ngày như thế nào là phù hợp và tốt cho sức khỏe? Các bạn có thể tham khảo bản nhu cầu vitamin E khuyến nghị hàng ngày của Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ theo độ tuổi và giới tính. Bên cạnh đó, các bạn có thể tham khảo top 10 thực phẩm giàu vitamin E để cung cấp cho bữa ăn hàng ngày với đầy đủ dưỡng chất. Như đã đề cập bên trên, ngoài selenium và vitamin E,
chúng ta sẽ được biết đến một nhân tố bí ẩn khác mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ngay bây giờ, hãy cùng vén màn bí mật nhé! Nhân tố bí ẩn đó chính là gò tây. Gò tây hay mùi tây có tên tiếng Anh là parsley, một loài thực vật có nguồn gốc từ Địa Trung Hải. Gò tây rất giàu các chất chống oxy hóa tự nhiên như polyphenol, beta-carotene, vitamin C, flavonoid. Gò tây giàu folate, một loại vitamin B bảo vệ tim của bạn và có thể làm giảm nguy cơ tử vong do đột quỵ, bệnh mạch vành, suy tim. Như vậy, gò tây là loại thảo mộc đa năng, rất giàu các chất dinh dưỡng, các vitamin và hợp chất thực vật có lợi trong gò tây có thể cải thiện sức khỏe, bảo vệ chống lại các bệnh mãn tính và cung cấp các lợi ích chống oxy hóa. Qua tìm hiểu, chúng ta thấy rằng selenium, vitamin E và các hợp chất có trong gò tây rất quan trọng đối với sức khỏe trong việc chống lại sự lão hóa và bảo vệ tim mạch. Chúng ta có thể bổ sung thông qua thực phẩm mỗi ngày, nhưng thực tế thì hầu hết hàm lượng các chất này trong đa số người dân đều chưa đạt được mức yêu cầu. Nguyên nhân bởi vì lối sống không lành mạnh, môi trường ô nhiễm làm tăng nhu cầu của các chất này, đồng thời thực phẩm bẩn không an toàn, thậm chí qua quá trình chế biến sẽ không đảm bảo được hàm lượng vi chất cần thiết. Cho nên việc bổ sung đầy đủ selenium, vitamin E và gò tây thông qua thực phẩm bổ sung là lựa chọn tối ưu. Đặc biệt, nếu tích hợp được cả 3 yếu tố này trong một loại thực phẩm bổ sung duy nhất là một điều rất tuyệt vời, vừa đảm bảo đầy đủ sức khỏe, vừa tiện lợi cho người sử dụng. Với sứ mệnh bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người, các nhà khoa học Nutrilite đã nghiên cứu và cho ra đời thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite 3 Selenium E, cung cấp vitamin E, nấm men selenium, các chất chống oxy hóa từ bột đông khô gò tây, có nguồn gốc từ những nông trại hữu cơ của Nutrilite. Sản phẩm còn có tác dụng hỗ trợ bổ sung chất chống oxy hóa tự nhiên, hỗ trợ chống lão hóa và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Thông tin dinh dưỡng: mỗi viên Nutrilite 3 Selenium E cung cấp vitamin E 400 đơn vị IU, selenium 10 microgram, bột đông khô gò tây 50 mg. Bột đông khô gò tây có nguồn gốc từ những nông trại hữu cơ của Nutrilite qua quy trình kiểm soát chặt chẽ nhằm mang lại chất lượng tốt nhất, giúp tối ưu dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Công dụng: bổ sung dưỡng chất chống oxy hóa tự nhiên, vitamin E và selenium cho cơ thể, chống lão hóa và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Cách dùng: uống mỗi ngày một viên, tốt nhất cùng với bữa ăn. Lưu ý: sản phẩm dùng cho người từ 15 tuổi trở lên, phụ nữ có thai, cho con bú, người đang điều trị bệnh nên tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ trước khi sử dụng. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sản phẩm không chứa hương liệu nhân tạo, chất tạo màu và chất bảo quản. Giữ trong chai đậy kín, bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng. Thời hạn sử dụng 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Quy cách đóng gói, mỗi lọ chứa 60 viên nén. Thông tin sản phẩm dựa trên số giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 2365/2020/NQC-ATTB ngày 28 tháng 7 năm 2020. Số giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số 24702/2017/ATTB. XNCB ngày 25 tháng 7 2017. Như vậy, các bạn đã đồng hành cùng Minh Khôi để tìm hiểu về những nguyên nhân gây ra stress oxy hóa, gây mất cân bằng giữa gốc tự do và chất chống oxy hóa, dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tim mạch. Từ đó thấy được lợi ích của việc bổ sung các chất chống oxy hóa trong việc chống lão hóa và nâng cao sức khỏe tim mạch. Kết quả, Minh Khôi đã có được một sức khỏe dồi dào, hệ tim mạch khỏe mạnh. Nhờ đó đạt được thành công trong công việc và có được một tình yêu viên mãn trong cuộc sống. Học tập Minh Khôi, các bạn hãy hành động ngay từ hôm nay để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chung tay hành động chống ô nhiễm môi trường. Không sử dụng nhiều rượu bia, thuốc lá cũng như các chất kích thích có hại cho sức khỏe. Tích cực vận động để có cuộc sống lành mạnh, giúp thư thái, lạc quan và yêu đời.
xây dựng chế độ ăn lành mạnh, đảm bảo đầy đủ các vitamin khoáng chất như vitamin E, selenium, đồng thời bổ sung các chất chống oxy hóa từ các nguồn hữu cơ tự nhiên như trái cây tươi, rau củ, trong đó có ngò tây để góp phần hỗ trợ chống lão hóa và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Nội dung thứ nhất, dinh dưỡng chống lão hóa, hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Stress oxy hóa đẩy nhanh quá trình lão hóa và ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch. Giải pháp chống lại stress oxy hóa và một số chất chống oxy hóa quan trọng. Vitamin E là một trong 5 hoạt chất chống oxy hóa quan trọng nhất trong cơ thể, giúp bảo vệ màng tế bào, hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Selenium là thành phần của các enzyme chống oxy hóa quan trọng của cơ thể, hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Ngò tây cung cấp các chất chống oxy hóa tự nhiên, hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite 3 Selenium E. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite 3 Selenium E với thành phần được định lượng phù hợp cho nhu cầu bổ sung vitamin E và selenium của cơ thể. Mỗi viên uống cung cấp 400 đơn vị IU vitamin E, 10 microgram selenium, các chất chống oxy hóa từ 50 mg bột đông khô gò tây, nguồn gốc từ những nông trại hữu cơ của Nutrilite. Sản phẩm dùng cho người từ 15 tuổi trở lên. Sử dụng sản phẩm uống mỗi ngày một viên, tốt nhất cùng với bữa ăn, giúp bổ sung dưỡng chất chống oxy hóa tự nhiên, vitamin E và selenium cho cơ thể, chống lão hóa và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.